Cô gái đánh nam tài xế taxi rách mặt vì đi nhầm đường. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip kèm nhiều hình ảnh về vụ việc nam tài xế taxi lớn tuổi bị đánh chảy máu mặt. Theo đoạn clip và nội dung chia sẻ cho biết, khoảng 19 giờ tối 21 tháng 12 tại đường Yên Lãng, Hà Nội, vào khoảng thời gian trên, nam tài xế taxi đã chở hai cô gái đi nhầm địa chỉ. Sau đó hai bên có lời qua tiếng lại. Lúc này một trong hai cô gái đã có hành vi đánh tài xế taxi chảy máu đầu. Lúc này anh Nguyễn Tùng Đê, 26 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm, một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội đã xuất hiện để can ngăn vụ việc. Đoạn clip cho thấy dù có người can ngăn nhưng cô gái vẫn to tiếng bất chấp, tỏ thái độ thách thức. Bực tức về vụ việc, anh Đê đã vung cú tát mạnh vào mặt cô gái nói trên. Ngay sau khi đoạn clip và nội dung được đăng tải, nhiều cư dân mạng tỏ ra bất bình với cách hành xử của cô gái và cả anh Đê. Theo đó, nhiều người cho rằng dù có xảy ra chuyện gì thì đánh người là sai trái trong mọi hoàn cảnh. Ông Nguyễn Trọng Hát, 55 tuổi, trú phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, làm nghề lái taxi, là người đã nhận chở hai cô gái trẻ trong tình trạng say xỉn từ đường Trần Kim Xuyến, quận Cầu Giấy, Hà Nội, về đường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Đến địa điểm trả khách, một cô gái rời đi, hai người còn lại yêu cầu ông chở đến một nơi khác. Quá trình di chuyển, cô gái ngồi ghế phụ nôn và vứt túi nôn ra đường, khiến ông Hát khó chịu và nhắc nhở. Khi đến đường Hoàng Cầu, quận Đống Đa, cô này nói nhầm đường, yêu cầu quay lại số 83 phố Yên Lãng. Tôi vừa vòng lại, mới đến trước số 38 Yên Lãng thì cô ấy mắng. Mày đi lòng vòng để tính tiền ăn gian của tao à? Rồi nói luyên thuyên và sỉ nhục tôi, ông Hát nói. Thấy vị khách không lịch sự và không kiểm soát được bản thân, ông Hát đã dừng xe, mời hai người xuống, không phục vụ người không lịch sự và cũng không thu tiền. Khi ông Hát mở cửa mời cô gái xuống xe, thì bất ngờ người này cầm điện thoại đập vào mặt, khiến ông Hát rách má phải chảy máu. Cô gái hung hăng kia tiếp tục lao vào mắng chửi và hành hung nam tài xế. Theo ông Hát, khi nhóm thanh niên đến cứu viện hai cô gái thì cũng có hai thanh niên khác đi qua, thấy chuyện bất bình nên dừng lại can ngăn, cho đến khi công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa tới mời cả hai bên về trụ sở giải quyết. Sau khi tỉnh và được công an giải thích, vị khách ngổ ngáo đã xin lỗi ông Hát. Tôi cũng bỏ qua và xin lỗi cô ấy vì đã không giữ được bình tĩnh, tát cô ấy một cái. Sau đó hai bên giải quyết tình cảm, rồi tôi ra về, đi rửa vết thương, may mắn không bị ảnh hưởng nhiều, ông Hát cho hay. Anh Nguyễn Tùng Đê, 26 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm cho biết, khoảng 19 giờ 20 phút, anh đi qua đường Yên Lãng thì thấy tập trung rất đông người. Khi dừng lại thì thấy ông Hát chảy máu ở phần đuôi mắt phải, loang khắp mặt. Tôi hỏi chuyện thì chú kể, chú chở khách nhầm địa chỉ và bị khách rút điện thoại đập vào mặt không cho đi. Ở đó nhiều người chứng kiến họ bảo cho chú đi để chú kiểm tra vết thương, nhưng cô khách say rượu, nhất quyết không cho đi, giữ chú lại và gọi người đến đánh chú, trong khi chú lớn tuổi. Cô gái còn chửi, túm cổ áo tôi. Tôi bực có tát cô ấy một cái. Sau đó công an cũng có mặt để giải quyết, anh Đê nói. Liên quan sự việc trên, đại diện công an quận Đống Đa cho biết cơ quan này có nắm được thông tin. Tuy nhiên, công an phường Láng Hạ đã tổ chức hòa giải.